Bạn biết không, điều mà chúng ta quan tâm nhất trong cơ thể của mình đó chính là có được một lá gan khỏe mạnh. Khi gan khỏe mạnh thì cơ thể của bạn sẽ rất khỏe mạnh. Một công thức làm sạch gan chỉ trong 7 ngày. Nếu bạn đang tìm kiếm một công thức làm sạch gan tự nhiên khỏi chất béo, rượu, thuốc lá và các chất độc có hại, loại trà tuyệt vời này là thứ rất phù hợp với bạn. Bạn chỉ cần 2 nguyên liệu để có thể làm ra nó, uống 2 ly mỗi ngày là đủ. Lần đầu tiên là vào buổi sáng trước khi ăn sáng và lần thứ hai là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Bạn sẽ thấy tốt hơn rất nhiều trong 7 ngày. Đồng thời nó là một thức uống giúp giải độc thực sự, ổn định huyết áp, giải tỏa căng thẳng, điều trị mất ngủ, tăng cường khả năng miễn dịch và điều trị các bệnh về xương khớp, cột sống. Nó làm giảm các chất béo ở trong máu và kiểm soát đường huyết. Hãy theo dõi video này từ đầu đến cuối, rất nhiều chia sẻ hữu ích sẽ chia sẻ với bạn. Và bây giờ chúng ta cùng thực hiện. Nguyên liệu đầu tiên chúng ta cần sử dụng cho công thức này đó chính là nhọn nồi. Bạn sẽ cần từ 3 đến 4 cây như thế này, nó tương đương với 60g. Mình sẽ sử dụng cả phần rễ của cây nhọn nồi này nhé. Trong nhọn nồi có chứa tinh dầu, tannin, caroten, chất đắng và alkaloid được gọi là Eleuthine. Đây là loại cây mọc dại rất nhiều, nhưng mà mình phải lấy giống về để trồng ở trong vườn nhà, vì nhà có con nhỏ nên rất cần thiết. Nó còn có tác dụng hạ sốt, giải cảm. Theo đông y thì cây nhọn nồi cầm máu và là thảo dược có vị ngọt, chua, tính lương, chỉ huyết, vào hai kinh, thận và can. Bạn sẽ rửa sạch phần nhọn nồi này nhé, rửa sạch cả phần rễ của cây này. Nghiên cứu của các bác sĩ y học cổ truyền người Ấn Độ đã chỉ ra rằng cây nhọn nồi có hàm lượng cao flavonoid và các hoạt chất sinh học khác, chẳng hạn như là resveratrol, nên có tác dụng thanh độc, giải nhiệt cho gan và tăng cường sức khỏe cho gan. Nhiều nghiên cứu được đăng tải trên Thư viện Y khoa Quốc gia của Hoa Kỳ cho thấy dịch chiết ethanol của cây nhọn nồi giúp tăng trọng lượng gan, thúc đẩy hoạt động của các enzyme chống oxy hóa ở trong gan, bảo vệ gan khỏi các tác hại bởi các chất độc của thực phẩm, rượu, bia, đồng thời giúp tái tạo tế bào gan. Bây giờ thì các bạn sẽ ngắt riêng phần cành, lá, rễ của cây nhọn nồi này nhé, sau đó cắt thành những đoạn nhỏ. Bên cạnh đó thì nhọn nồi còn có tác dụng cầm máu nhanh, ngăn ngừa mất máu đối với các vết thương hay vết xước nhỏ. Và nó còn có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, điều trị một số bệnh viêm nhiễm như là viêm đại tràng, viêm da, dưỡng tóc được đen, mượt, óng ả, làm đẹp da, điều trị chứng tiểu tiện ra máu, làm giảm hiện tượng ho ra máu, phòng ngừa viêm nhiễm bàng quang, viêm đường tiết niệu. Và đây là toàn bộ phần nhọn nồi mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Thành phần tiếp theo cho công thức ngày hôm nay đó chính là đậu đen. Đậu đen là một loại chứa nhiều vitamin và muối khoáng. Ở đây thì mình sẽ sử dụng đậu đen xanh lòng, đặc biệt là các thành phần molybdenum có trong hạt đậu đen là thành phần của enzyme sulfide oxidase, có tác dụng hiệu quả cho quá trình giải độc sulfat cho gan. Vì vậy mà đậu đen được đứng trong danh sách 10 loại nước giúp giải độc gan thực sự. Bây giờ thì các bạn sẽ đem rửa sạch phần đậu đen này với nước để loại bỏ phần bụi bẩn bám ở phía ngoài của hạt đậu đen nhé. Sau đó thì các bạn để ráo và cho vào một cái nồi đem rang sơ phần đậu đen này. Đậu đen là một loại hạt chứa chất sắt, nguyên tố dạng vít như là molybdenum. Chất sắt trong đậu đen giúp vận chuyển oxy đến hồng cầu và sản sinh hemoglobin, một thành phần sơ cấp của hồng cầu.
Molybden cũng là một chất cần thiết cho chức năng gan và là thành phần cho các phản ứng hóa học giúp phóng thích chất sắt ở trong cơ thể. Bên cạnh đó thì đậu đen cũng là một nguồn giàu các chất xơ giúp làm sạch và bảo vệ các tế bào đại tràng. Bên cạnh đó thì nó còn có tác dụng rất hữu ích đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta, đó là duy trì hệ xương khớp khỏe mạnh, vững chắc, phòng ngừa loãng xương, hỗ trợ giảm huyết áp. Rất tốt cho người bệnh tiểu đường, ngăn ngừa bệnh lý nguy hiểm về tim mạch, phòng chống sự xuất hiện và phát triển của các tế bào ung thư, hỗ trợ kích thích hệ tiêu hóa khỏe mạnh, kiểm soát cân nặng, dưỡng da, trị mụn, dưỡng tóc đen mượt tự nhiên. Và sau khi các bạn đã rang phần đậu đen này thơm rồi thì các bạn hãy tắt bếp nhé. Tiếp nữa các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm nước. Với công thức này thì mình sẽ sử dụng 700ml nước. Bây giờ thì các bạn sẽ cho toàn bộ phần nhọn nồi vào nồi đậu đen. Sau đó thêm vào 700ml nước, bật bếp ở chế độ lửa lớn để nước mau sôi hơn. Loại trà này là thức uống mà bạn có thể uống thay cho nước lọc hàng ngày. Nó giúp bạn loại bỏ gan nhiễm mỡ, chất béo trung tính trong máu cao, loại bỏ cholesterol xấu, đồng thời giúp cho tim mạch được khỏe mạnh, bổ thận, bổ máu, làm mát cơ thể. Khi nhọn nồi hay còn gọi là cỏ mực kết hợp với đậu đen thì không những giúp tăng cường chức năng gan mà nó còn giúp bổ thận, lọc máu, loại bỏ các chất độc hại trong cơ thể. Và đây là một phương pháp tự nhiên, rất dễ để thực hiện. Sau khi nước bắt đầu sôi như thế này rồi thì các bạn sẽ giảm lửa xuống nhỏ liu riu và đun trong khoảng thời gian là 15 phút. Sau khi các bạn đã đun được 15 phút như thế này rồi thì các bạn sẽ tắt bếp và ủ 30 phút đến khi trà nguội bớt là được. Sau đó thì các bạn sẽ lọc trà ra một cái tách thủy tinh, uống thay cho nước lọc hàng ngày. Bạn có thể uống vào bất cứ thời gian nào trong ngày, sáng, trưa hoặc tối. Phương pháp này đòi hỏi bạn cần phải kiên trì áp dụng. Ngoài tác dụng tích cực trong việc làm sạch gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ thì nó còn giúp cho hệ xương của bạn chắc khỏe, ổn định huyết áp, trị tiểu đường, tốt cho bệnh tim mạch, ngăn ngừa ung thư, tốt cho đường ruột, kiểm soát cân nặng. Bạn sẽ sử dụng liên tục trong 14 ngày để đạt được kết quả như mong muốn. Bên cạnh đó thì bạn cần có một chế độ dinh dưỡng phù hợp trong thời gian này nhé. Bước thứ nhất, áp dụng kèm theo 9 ngày thanh lọc gan tái tạo cơ thể. Link mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video này. Bước thứ hai, ăn chay trong thời gian này với 80% là rau củ quả tươi sống và 20% là nấu chín. Bước thứ ba, uống đủ nước mỗi ngày. Bước thứ tư, không sử dụng chất béo, mỡ động vật, tránh các thực phẩm giàu cholesterol, không ăn quá nhiều thịt đỏ, hạn chế hoa quả có hàm lượng fructose cao. Bước thứ 5, không sử dụng rượu, bia, chất kích thích. Bước thứ 6, tập luyện thể dục thể thao giúp tăng cường khả năng trao đổi chất, thư giãn tinh thần và cả thể chất. Ít nhất 30 phút mỗi ngày và 4 lần mỗi tuần. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.